Thưa quý đạo hữu, thời gian qua thầy vẫn đi Phật sự ở các nơi cho nên không có tham dự cũng như là giảng trong những cái thời tu Bắc Quan Trai. Hôm nay thầy trở lại để mà giảng với quý đạo hữu trong cái tháng tu Bắc Quan Trai này. Quý đạo hữu có còn nhớ rằng trong những tháng trước thầy giảng về đề tài gì không? Ưu bà tắc giới kinh rồi trả lại cho thầy hết rồi. Bữa nay và tiếp tục giảng lại ưu bà tắc giới kinh. Và khi nói đến ưu bà tắc giới kinh, tức là cái bản kinh mà nói đến những cái công hạnh tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Mà quý đạo hữu là những người nam nữ cư sĩ Phật tử thì phải đọc cái bản kinh ưu bà tắc giới này để chúng ta nương vào những lời giảng dạy của Lão Thế Tôn mà chúng ta tu tập. Quý đạo hữu ha. Dạ, thành thử ra những lần trước giảng rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục giảng tiếp ưu bà tắc giới kinh về phẩm thứ 20. Và phẩm thứ 20, phẩm đó nói là thanh tịnh tam quy. Thanh tịnh tam quy có nghĩa là chúng ta quy y một cách thanh tịnh. Ở nơi đây quý đạo hữu nào chưa quy y có không? Đâu, ai chưa quy y đâu, giơ tay coi. Ồ, như 1, 2, 3, 4. Như vậy là quý đạo hữu phát nguyện quy y nha. Dạ, coi một cái ngày lễ nào đó, một ngày chủ nhật nào đó, quý đạo hữu ghi danh và quy y. Quy y nghĩa là sao? Chữ quy có nghĩa là trở về. Chữ y có nghĩa là nương tựa, là trở về nương tựa nơi ba ngôi báu. Đó là nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp, nương tựa với Tăng. Quý đạo hữu đã quy y rồi, quý đạo hữu biết ha. Còn quý đạo hữu nào mà chưa có quy y thì thầy nghĩ rằng quý đạo hữu nên quy y. Khi mà quý đạo hữu nghe cái phẩm thứ 20 thanh tịnh tam quy này, quý đạo hữu sẽ thấy được rằng cái nhân duyên làm được thân người thì ngày hôm nay chúng ta đã có. Quý đạo hữu đang làm thân người phải không? Bây giờ bước lên một bước nữa là chúng ta phải quy y. Và cái lý do nào quy y cũng như là quy y nó cứ lợi ích như thế nào thì quý đạo hữu sẽ thấy, thầy sẽ trình bày đến với quý đạo hữu. Vậy thì thanh tịnh quy y tức là chúng ta trở về nương tựa nơi Phật, trở về nương tựa nơi Pháp, trở về nương tựa với Tăng một cách thanh tịnh, một cách thanh khiết, một cách chân thành, một cách kiên cố. Khi mà chúng ta đem cái tâm niệm về để quy y nơi Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng rồi á, thì chúng ta sẽ trở thành người đệ tử của Đấng Thế Tôn. Mà quý đạo hữu biết được rằng chúng ta làm được thân người và ngồi trong ngôi chánh điện này là bao nhiêu người? Giỏi lắm là 100 người, phải không? Giỏi lắm là 100 người. Nhưng mà nếu chúng ta so với 7 tỷ người trên thế giới này, so với 7 tỷ người trên thế giới này thì 100 người này nó có thấm vào đâu trong cái tổng số của 7 tỷ người trên thế giới không? Vậy thì chúng ta quy y Phật chỉ có vỏn vẹn 100 người ngồi trong ngôi chánh điện này thôi là đệ tử của Đấng Thế Tôn. Còn 7 tỷ người kia nữa, thưa quý đạo hữu, nó nhiều đến như thế nào? Và họ không có cái nhân duyên để họ trở về nương tựa, trở về nương Pháp, trở về nương chúng ta. Cho nên đây là một cái phước đức mà quý đạo hữu đã có. Quý đạo hữu có tự thấy mình là vinh hạnh là đệ tử của Đấng Thế Tôn không? Có vinh hạnh không? Dạ. Vinh hạnh thì phải làm sao? Phải làm tin ông ơi. Hỏi vinh hạnh thì phải tu chứ sao mà nói làm tin. Quý đạo hữu tu nha. Dạ. Lâu lâu rồi quý đạo hữu, thầy mới gặp quý đạo hữu, thấy quý đạo hữu vẫn còn
Ở nơi đây, quý đệ tử vẫn còn có một cái tâm niệm tu tập, mà khi đi niệm Phật đó, Thầy thấy quý đệ tử đi một cách trang nghiêm, thành kính. Và đi đến khi mà đi ngang qua các tượng Phật, quý đệ tử cúi đầu. Đi ngang qua quý Thầy, quý đệ tử cúi đầu. Và tự dưng Thầy thấy cái lòng của mình nghĩ tưởng về người Phật tử đó. Mặc dù lâu lâu mới gặp một lần, nhưng mà thấy cái tấm lòng của quý đệ tử quý kính, thấy cái tấm lòng của quý đệ tử còn nhớ những cái gì, mà cái đó là bổn phận trách nhiệm của một người Phật tử đối với cái lý tưởng tu tập của người con Phật đâu. Chứ không phải là lâu lâu rồi mới gặp lại thấy quý đệ tử lang thang, quý đệ tử chởn mãn, quý đệ tử không có dốc tâm tu tập, thì điều đó là cái điều buồn đó nha. Cho nên dù cho có thầy ở nhà hay không có thầy ở nhà, quý đệ tử vẫn gìn giữ cái gì mà cái đó từ trước đến giờ mình đã có, và mình coi nó như là cơm ăn áo mặc vậy đó. Chứ không phải là có thầy ở nhà thì mới đi chùa, mới tụng kinh, mới niệm Phật, còn thầy đi Phật sự ở các nơi khác thì thôi, thầy đi mình cũng đi, tội gì phải đi chùa làm chi. Giống như là tới bữa thì mình phải ăn cơm, vâng vâng, rồi mình nhớ đói bụng là mình ăn. Mình ở nhà mình thấy có thiếu thiếu một cái gì đó trong ngày chủ nhật, trong ngày thứ bảy, hay là những đạo tràng tu bát quan trai, những đạo tràng niệm Phật vâng vâng, thì mình hãy tinh tấn để mình đi chùa, phải không, đúng không? Dạ yeah. Vậy thì ở nơi đây thiện sanh thưa với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, như Đức Phật trước kia đã dạy, có người đến xin trước phải dạy thọ tam quy rồi sau mới bố thí, vì nhân duyên gì thọ tam quy y, thế nào là tam quy y? Đây là lời của thiện sanh thưa nơi Đức Phật, để từ chỗ đó Đức Phật giảng dạy rằng do cái nhân duyên gì mà mình phải thọ trì tam quy, và do cái nhân duyên gì mà gọi là tam quy y. Giảng nghĩa ba quy y: thiện nam tử, vì phá tất cả sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não, hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn, vì nhân duyên ấy nên thọ tam quy y. Quý đệ tử nghe rõ chưa? Ở trong kinh U Bà Tát Giới giảng dạy đó là mình thọ trì tam quy là vì phá trừ tất cả sự khốn khổ. Quý đệ tử sống trong cái thế gian này có khốn khổ không? Khốn có nghĩa là bị vây lại, khốn có nghĩa là bị ràng buộc, khốn có nghĩa là bao vây, bó buộc mà không có để mình được tự do, không có để mình được bình yên, không có để mình được an ổn. Vậy thì thưa quý đệ tử, trong cuộc sống này cái gì vây khốn chúng ta? Cái gì vây khổ? Cái tham, cái sân, cái si, cái bằng lòng, cái không bằng lòng, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, tất cả những cái đó nó vây khổ mình không? Từ khi mà quý đệ tử đi chùa đến giờ phút này, chúng ta chiêm nghiệm lại cả một khoảng thời gian 10 năm, 20 năm, và đến giờ phút này 50 năm, 70 năm rồi, tất cả những cái tâm sở đó nó luôn vây khổ mình. Khi mình vui là mình được, khi mình buồn là mình mất. Khi mình được sum họp với nhau thì mình vui, mà khi mình bị phân ly thì mình lại buồn. Vậy thì cái vui, cái buồn, cái được, cái mất đó nó cứ mãi bao vây mình trong cuộc sống, từ khi sinh ra đời mãi cho đến trở thành một anh chàng thanh niên, một cô thôn nữ, rồi lớn lên trở thành một cụ già. Mà dù cho một em bé hay là một anh chàng thanh niên hay là một cụ già, và thưa quý đệ tử, tất cả đều bị vây khổ bởi cái khổ đó. Mà chúng ta sinh ra trong đời này không ai là không khổ. Ở nơi đây ai là người không khổ, giơ tay coi. À, quý đệ tử cười phải không? Có nghĩa là có khổ. Có nghĩa là có khổ.
Có khổ từ khi sinh ra đời mãi cho đến giờ phút này, và cái nỗi khổ đó dường như nó nhiều không có kể được, không có kể hết. Quý đạo hữu có kể hết được không? Khổ trong từng bữa ăn, khổ trong từng giấc ngủ, khổ trong từng cái sự tiếp xúc, khổ trong từng cái đời sống cá nhân của mình. Những cái nỗi khổ mà chúng ta có thể nhìn được về hiện tượng ở bên ngoài, đó là cái khổ về mưa, cái khổ về nắng, cái khổ về đói, cái khổ về bệnh, cái khổ. Chúng ta chưa nói đến những cái nỗi khổ vi tế ở trong tâm của chúng ta. Quý đường có nỗi khổ ở trong lòng không? Có không? Dạ thưa đúng. Cái nỗi khổ bằng lòng hay không bằng lòng với nhau mà không có nói được. Cái nỗi khổ mà thương yêu với nhau xa rời là khổ, mà oán tán ghét bỏ với nhau mà lại ở chung với nhau. Ở nơi đây ai là có nỗi khổ người thương yêu của mình mà lại bị ở xa? Giơ tay coi. Đúng rồi, thầy biết cái nỗi khổ của đạo hữu. Cái người mà mình thương yêu mà lại họ không ở chung với mình. Đáng lý ra người thương yêu thì phải ở chung với mình chứ, đằng này không, người thương yêu họ lại bỏ mình, họ đi xa rời mình, họ không sống chung với mình, thì đó là một cái nỗi khổ. Và cái người mà mình không thích, cái người mà mình không ưa, cái người mà giận hờn với nhau thì lại sống chung với nhau. Quý đạo hữu có thấy ngang trái không? Cho nên cầu xin trong cuộc sống này mình hãy cố gắng nỗ lực tu tập để mình xa rời những cái nỗi khổ đó. Mà vừa rồi chúng ta lại lương hồn sáng, đạo tràng lại lương hồn sáng, là chúng ta mong rằng cái sự sáng hối này để chấm dứt nỗi khổ ở địa ngục, chấm dứt nỗi khổ ở trong ngạ quỷ, chấm dứt nỗi khổ ở trong thế giới của súc sinh. Tại vì chúng ta không có ở trong địa ngục, chúng ta không có ở trong thế giới của ngạ quỷ, chúng ta không có sống trong cái xã hội của súc sinh, cho nên chúng ta không có biết cái nỗi khổ của ba đường ác đạo đó. Chứ nếu một ngày nào đó mà chúng ta ăn không hiền, ở không lành, chúng ta sa chân sẽ bước vào địa ngục, thì tới chừng đó quý đường sẽ thấy nỗi khổ của địa ngục như thế này. Nhưng mà chúng ta lại lưu hồn sáng, là nhờ công đức lại sáng này mà chúng ta không nghe cái tiếng khổ ở địa ngục, chúng ta không thấy cái hình ảnh khổ của ngạ quỷ, và chúng ta không thấy được cái sự đau thương của súc sinh. Quý đạo có thấy sự đau thương của súc sinh không? Một đàn bò lùa vô một cái lò sát sinh, và dường như ngày nào quý đạo hữu cũng ăn thịt của đàn bò đó. Có không thưa quý đạo hữu? Đó nói nghe là dùng mình vươn tay vươn chân, sợ phải không? Sợ mà vẫn cứ mãi ăn thịt. Và quý đạo hữu biết được, có biết đâu rằng thịt đó là thịt của con bò, thịt đó là thịt của con gà. Mà một ngày không biết bao nhiêu con bò chết, con gà chết để cung phụng cho cái miếng ăn của loài người. Mà mình ăn cái miếng thịt đó, biết bao nhiêu là sự đau thương của những con vật. Vậy thì chúng ta không rơi vào trong thế giới của súc sinh, cho nên chúng ta không thấy cái sự đau của súc sinh. Mà may mắn thay, chúng ta làm được con người, thì cầu mong rằng quý đạo hữu hãy gìn giữ cái công đức đó, hãy gìn giữ cái phước đức đó mà cố gắng tu tập, mà không rơi vào các ba đường ác đạo là địa ngục cái nỗi khổ, ngạ quỷ là một cái nỗi khổ, và súc sinh là một cái nỗi khổ. Vậy thì vì phá trừ tất cả những sự khốn khổ mà mình quy y, trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp, trở về nương tựa chúng ta, và để tiếp tục sau này lý do nào phải trở về nương tựa với Phật, phải nương tựa với Pháp, nương tựa với chúng sinh để được giải trừ nỗi khổ đau. Đó, quý đường thấy không, nỗi khổ của già. Đừng nói rằng nỗi khổ của ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đó,
một cụ già răng reo gối mỏi, lưng còng mắt mờ tai điếc, chân chống gậy lưng đi lồng còn ho he. Rồi ơi, chỉ chừng đó không thôi là mình đã cảm thấy. Và có bao giờ mình nhìn thấy hình ảnh của người khác mà nghĩ đến mình không? Có con có nghĩ đến cái nỗi khổ của mình rồi một ngày nào đó cũng phải chống gậy đi lồn khồn ho he như thế đó, mà con đâu không thấy, cháu đâu không thấy, mà tự một bản thân của mình phải lo con tất cả mọi vấn đề của tự thân. Thì tới chừng đó chúng ta sẽ thấy được rằng cái nỗi khổ nó đang hiện hữu ở nơi tự thân của mình. Mà ngày hôm nay chúng ta còn khỏe mạnh như thế này, con ơi ngồi thiền cho thầy ngồi 5 phút đi, con ơi ngồi niệm Phật cho thầy 15 phút đi, không chịu làm, nhảy tung tăng ở bên ngoài chơi, bởi vì nghĩ rằng ngày hôm nay mình còn khỏe mạnh, đời còn dài, tương lai còn rộng, mà tại sao thầy bắt con phải niệm Phật, phải ngồi thiền? Hả quý đạo hữu, đúng không? Nhưng mà có biết đâu là một ngày mai kia chân của mình yếu, mắt của mình mờ, tới chừng đó có muốn ngồi niệm Phật mới có 10 phút là đã đau lưng rồi, ngồi thiền mới có 5 phút là đã đau cổ rồi, làm sao còn có thời gian để mình ngồi thiền được nữa? Đó, khi còn trai trẻ như thế đó không chịu tu, cho đến khi mà già yếu lưng còng mắt mờ rồi thì tới chừng đó đâu còn sức nữa, phải không? Cho nên phải đi chùa nghe chưa, phải đi học nghe chưa, phải tu nghe chưa con? Tại vì mình tu đó là mình tu cho người, mình tu cho chính mình chứ không phải là tu cho ai hết. Mà quý đời hữu biết cuộc đời là vô thường ghê lắm. Con của mình ngày hôm qua nó còn ở với mình, nó còn ăn với mình, nó còn chơi đùa với mình một cách vui vẻ. Đùng một cái nhận cái cú phôn, mẹ ơi con chết rồi, cha ơi con không còn nữa. Quý đạo hữu có bao giờ nghĩ đến những sự kiện đó mà nó có xảy ra một cách đột ngột như thế đó không? Và thưa quý đạo hữu, nếu có ai mà nhận được những cái tin đó, ai mà nhận được những tâm trạng đó thì mới biết cái nỗi khổ đến như thế nào. Còn khi mà chúng ta chưa rơi vào trong cái tình trạng đó, chưa rơi vào trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta cứ mãi nhượng như khi mà một con bò lùa vào trong lò sát sinh rồi thì nó thấy được cái nỗi khổ của sự sát sinh đó như thế nào. Còn ngược lại, những con bò còn ở ngoài, ở trong chuồng, còn ở ngoài lò sát sinh thì nó vẫn hút nhau, nó vẫn bám nhau, nó vẫn nhảy nhót, nó vẫn tươi tắn, nó nghĩ rằng. Nhưng mà không biết đâu rồi 10 phút sau, nửa tiếng đồng hồ sau thì tất cả đều rơi vào trong lò sát sinh hết. Vậy thì vì phá tất cả sự khổ, sự khốn khổ, đoạn trừ phiền não. Khi nói đến đoạn trừ phiền não là một điều không phải là dễ. Đoạn có nghĩa là cắt đứt, trừ có nghĩa là chấm dứt, nghĩa là cắt đứt và chấm dứt cái phiền não. Phiền tức là sự buồn phiền, não tức là sự não loạn, sự não loạn của tâm tư, sự não loạn của đời sống mà làm cho mình phải phiền lòng. Vậy thì khi chúng ta sống với gia đình, sống với vợ, sống với con, sống với chồng, sống với cái đời sống sinh hoạt của gia đình đó, có bao giờ chúng ta bị phiền não không? Có không? Có ha con. Nếu mà hai người sống mà không có vui với nhau là phiền não rồi. Nếu hai người mà nói chuyện với nhau mà không có vui vẻ với nhau là phiền não rồi. Hai người mà cùng làm việc với nhau mà thấy nó không bằng lòng là phiền não rồi. Vậy thì nói đến cái hình dung của phiền não, cái hình tướng của phiền não nó nhiều lắm. Phiền não từ cái gì? Phiền não từ cái nói, phiền não từ cái cử chỉ, phiền não từ cái hành động. Và dường như trong lúc nào chúng ta cũng đối diện với những cái điều đó hết. Nếu mà chúng ta không có hiểu được Phật Pháp, hay là nếu mà chúng ta không có cố gắng gìn giữ tâm của mình được định tĩnh,
thì chúng ta khó chịu qua một cái ánh mắt, chúng ta khó chịu qua một cái lời nói, mà cái ánh mắt đó, ánh mắt nhìn không có thân thiện chút nào, cái lời nói đó không có ôn tồn nhã nhặn khả ái chút nào hết, thì chính những điều đó là những điều làm cho mình phiền não. Quý vị hữu nhớ điều đó ha. Mà trong cuộc sống chúng ta luôn đối mặt, chúng ta luôn đối mặt với cái nhìn không thân thiện, cái lời nói không có khả ái, cái cử chỉ không có nhẹ nhàng, cái hành động không có dễ thương. Hưởng thọ quả vui tịch diệt không gì hơn, vì như duyên ấy nên thọ tam quy y. Vậy thì chúng ta chấm dứt, hãy là mở ra cái sự vây khổn của khổ, chúng ta chấm dứt đoạn trừ những cái phiền não, chúng ta hưởng thọ cái niềm vui an lạc trong Phật pháp, vì những điều đó mà chúng ta quy y. Nhưng thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta quy y thì chúng ta hãy cố gắng thực hành theo những lời Phật dạy trên cái tinh thần giáo pháp quy y đó. Còn nếu không, chúng ta quy y rồi nhưng mà rồi chúng ta không có thực hành theo cái ý nghĩa và cái giá trị cao thượng của quy y, thì rồi nhiều khi chúng ta cũng phiền não, nhiều khi chúng ta cũng bị ràng buộc, nhiều khi chúng ta cũng không có được yên ổn. Như ông đã hỏi, thế nào là tam quy y? Thiện nam tử nghĩa là Phật, nghĩa là pháp, nghĩa là tăng. Phật là người có thể nói nguyên nhân phá trừ phiền não. Đức Phật là một tấm giác ngộ hoàn toàn. Đức Thế Tôn khả năng hướng dẫn chỉ bày cho con người để con người phá trừ phiền não. Thì sự hướng dẫn của chư Phật đó, Đức Thế Tôn đã giảng dạy như thế nào? Các con chớ làm các điều ác. Các điều ác đó là các điều ác gì? Các con mỗi tháng phải ăn chay 10 ngày. Các con chớ làm các điều ác, đừng có đi ăn cắp ăn trộm. Các con chớ làm các điều ác, hãy nói những lời nhẹ nhàng ái ngữ. Các con chớ làm các điều ác, phải biết thương người, phải trải cái tấm lòng quý kính đến với tất cả. Dù người đó mình không có ưa, nhưng mà mình cũng phải trải cái tình yêu thương đến với họ. Mà quý Phật tử đã biết được rằng tinh thần từ bi của Đạo Phật là một cái tinh thần yêu thương cứu khổ một cách bình đẳng. Chứ không phải là người đó là người thân của mình thì mình mới yêu thương họ, còn người đó không phải là người thân của mình thì mình ghét bỏ. Vậy thì nó có đúng nghĩa của chữ từ bi không? Từ có nghĩa là ban vui, bi có nghĩa là cứu khổ. Mình ban vui đến tất cả mọi loài, dù cái niềm vui đó mà mình ban đến cho một con vật, cho đến một con chim, cho đến một con hải âu, cho đến một con vịt, cho đến một con gà, vân vân, chúng ta đều ban cái niềm vui đó đến cho họ. Mà quý đạo hữu đã nghe cái câu chuyện khi mà Thái tử Tất Đạt Đa còn ở nhà kinh thành Ca Tỳ La Vệ, chưa có đi tu. Một hôm Đề Bà Đạt Đa trương cung bắn con ngọc trời, vì con ngọc trời bị mũi tên rớt xuống, và Thái tử đi đến bê cái con ngọc trời lên, rút cái mũi tên ra, lấy thuốc băng bó vào trong cái cánh của nó và ôm nó trong lòng. Quý đạo hữu thấy tình yêu thương chưa? Quý đạo hữu thấy cái sự cứu khổ chưa? Rồi sau khi mà cái con ngọc trời đó nó lành vết thương rồi, Thái tử thả nó lại, bay về trong không gian tự tại, yên ổn một đời sống của con ngỗng trời. Vậy thì mình ban vui, tức là đem cái niềm yêu thương của mình đến cho cái con vật đó. Và sau khi mình cứu cái nỗi khổ của nó, là hết cái sự đau thương, cho nó trở về lại với đời sống của chính nó. Cũng vậy, trong xã hội này, quý đạo hữu thấy, quý thầy, quý
quý cô, quý Phật tử ở nơi đây cứ mỗi tháng đem đồ ăn, nước uống đến cho những người homeless. Đem đồ ăn, nước uống đến cho những người homeless có nghĩa là mình ban vui cho họ. Trưa hôm nay họ có đồ ăn, họ vui không? Họ sắp hàng, họ nhận được đồ ăn của mình rồi, họ ăn no, họ cảm thấy thoải mái, tâm tư của họ được an lành, đó là mình ban vui. Và mình cứu khổ là trưa hôm nay họ được no mà họ không có đói. Cứu cái nỗi khổ của một buổi trưa hôm nay, buổi chiều hôm nay. Và cứ như thế mà quý đời hữu trang trải cái tình thương yêu, ý nghĩa của từ bi trong cái cuộc sống này. Và thưa quý đời hữu, nếu có ai trong chúng ta đi vào trong những nhà tù, thăm những người tù ở trong đó, thì chúng ta mới thấy được cái tâm trạng của những người ở tù như thế nào. Chúng ta đừng kết luận rằng những người ở tù đều là những người xấu, không phải là như vậy. Có những người ở tù, họ gây nên những lỗi lầm giữa người với người, vi phạm luật pháp của một quốc gia thì họ ở tù. Nhưng mà có những người ở tù chưa hẳn là như vậy, vì cái sự không có được giải bài một cách đúng đắn, vì cái sự nhầm lẫn, vì cái sự ngộ nhận mà con người đó phải ở tù. Thưa quý đều có không? Dạ có. Họ ở tù một cách oan uổng, chứ không phải là họ gây tội lỗi. Thì những cái con người đó họ ở tù như thế đó, nếu có ai vào trong tù nói chuyện với họ thì mới hiểu được cái tâm trạng của họ như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta là người được tự do, quả thật mình là người có phước. Chúng ta là người có phước, quý Phật tử là người có phước. Mà một khi chúng ta có phước như thế đó, chúng ta hãy cố gắng gìn giữ cái phước đó. Chúng ta tiếp tục tích lũy các hạnh lành đó. Mà nếu chúng ta không tiếp tục tích lũy các hạnh lành, nếu chúng ta không tích lũy làm các thiện sự, để rồi một ngày mai kia chúng ta lấy gì để chúng ta tiêu dùng nữa? Ông bà cha mẹ của chúng ta thường nói rằng chúng ta giàu có sang trọng, có rừng vàng bể bạc, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiêu hoài, chúng ta dùng hoài, mà nếu chúng ta không có, chúng ta không có tạo dựng nó nữa, không có tích lũy nó nữa, thì rồi cái núi vàng kia mình ăn cũng hết, cái bể bạc kia nó cũng không còn, thì cái phước đức cũng vậy hết. Thưa quý đồng, cố gắng làm các việc thiện nha, cố gắng làm các việc lành nha con. Bởi vì việc lành và việc thiện nó là một cái yếu tố, một cái yếu tính, nó làm tốt cho mình, nó xây dựng đời sống của mình. Giống như là mình cấp một cái nhà đẹp đẽ khang trang, làm cấp cái nhà đó là cái nhà để mình ở. Và mình ở trong một cái nhà đẹp đẽ khang trang, đầy đủ mọi tiện nghi. Còn một người kia, họ cũng là con người, nhưng mà họ ở trong mái tranh, vách rạ. Quý vị thấy không? Cũng là con người, mà con người ở nhà cửa giàu có sang trọng, đầy đủ mọi tiện nghi vật chất. Cũng là con người, nhưng mà họ lại ở, họ nằm trên chiếc chõng tre, họ ở trong cái nhà mái tranh vách tóc, thì quý đệ tử thấy làm sao? Từ những cái ý nghĩa thực tế đó, chúng ta hãy tích lũy công đức cho mình ngay từ giờ phút này. Chúng ta phải tu tập cho mình ngay từ giờ phút này. Mà như ở trong kinh đã giảng dạy đó, chúng ta phải thọ trì tam quy để chúng ta đoạn trừ phiền não, để chúng ta chấm dứt cái sự ràng buộc của khổ đau, để chúng ta được giải thoát lành mạnh trong cái cuộc sống. Phật tức là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não được giải thoát. Pháp tức là phương pháp phá hoại nguyên nhân phiền não để được giải thoát chân thật. Vậy thì pháp là cái gì mà pháp có khả năng, pháp có khả năng phá hoại nguyên nhân của phiền não? Pháp là một cái năng lực gì mà cái năng lực đó có khả năng
để phá trừ cái nguyên nhân của phiền não. Đức Phật dạy như hồi nãy nói đó, các con đừng làm các việc ác, mà không làm các việc ác thì đó có phải là phá trừ nguyên nhân của phiền não không? Nếu mà chúng ta không đi ăn cắp, không đi ăn trộm, thì chúng ta có lo gì đêm nay có người đến họ bắt mình, có người đến họ phiền não mình, có người đến họ cầm len mình. Tại vì mình không có làm ai buồn phiền, không đi ăn cắp, không đi ăn trộm, thì làm gì có người hàng xóm đến họ quấy rầy mình, họ đổ thừa mình, họ vu oan giá họ mình. Nhưng mà giả như có vu oan giá họ đi nữa, nhưng mà sau khi tìm hiểu một cách rõ ràng mình không có ăn cắp thì mình cũng trở thành vô tội. Còn nếu mà mình có ăn cắp thiệt thì sao? Mời anh vô đây, đưa hai cái tay ra, vân vân và vân vân. Vậy thì pháp là một cái điều kiện dập tắt cái nguyên nhân của phiền não và khổ đau. Đức Phật dạy là như vậy. Các con đừng làm các việc ác. Mà khi mà chúng ta không làm các việc ác thì chúng ta không có sợ gì hết. Chúng ta không nói dối, chúng ta không ăn cắp ăn trộm, chúng ta không có uống rượu, chúng ta không có đố kỵ, chúng ta không có tị hiềm, chúng ta không làm phiền đến những người khác, chúng ta không vi phạm luật pháp của một quốc gia, thì có gì mà chúng ta phải lo? Chúng ta là một người công dân tốt, chúng ta biết xây dựng một xã hội có an ninh trật tự, chúng ta biết chia bùi sẻ bọt với người dân trong quốc gia đó, chúng ta biết đóng góp niềm bình an và hạnh phúc cho cái chính quyền đó, cho cái chính phủ đó, cho cái nội các đó, thì chúng ta đâu có lo gì, chúng ta không có phải suy tư gì. Ngoại trừ chúng ta là một làm những điều phi pháp thì chúng ta mới sợ. Vậy thì giáo pháp là nguyên nhân dập tắt cái phiền não và khổ đau. Pháp là cái điều kiện, là cái nguyên nhân để cắt đứt cái nhân bất thiện. Mà điều này quý đệ tử đã nghe quý thầy thuyết giảng không biết bao nhiêu lần rồi, thì cầu mong khi chúng ta nghe những cái điều đó, chúng ta nhớ lại một thời là chúng ta đã học, chúng ta nhớ lại một thời là chúng ta đã nghe những cái tinh thần giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, để áp dụng vào trong đời sống của chính mình, bản thân của mình, và mình trở thành một con người tốt của xã hội, mình trở thành một người Phật tử tốt trong đạo pháp của chúng ta. Tăng là người bẩm thọ giáo pháp, phá hoại cội nguồn phiền não. Tăng là người thừa tự giáo pháp, có nghĩa là được tiếp thu, được học hỏi từ nơi giáo pháp. Cho nên quý đệ tử biết không, từ khi mà cắt cái mái tóc vào trong chùa ở làm một chú tiểu là bắt đầu học rồi đó. Và quý đệ tử biết được rằng làm cái chú tiểu đó, đi vào chùa học đó, là chúng ta học kinh, học luật. Mà kinh luật thì quý đệ tử biết được rằng của mấy giờ rồi? Mấy? 11:30. Dạ. Chúng ta phải học từ những bài kệ, từ những giới luật mà trong kinh điển đã giảng dạy. Mà điều này đã thưa với quý đệ tử nhiều lần, bỏ chân xuống giường đi là phải đọc giới luật, uống một ly nước là phải đọc giới luật, rửa cái tay là phải đọc giới luật. Khi mà chúng ta còn là một chút tiểu ở trong chùa, tất cả những giới luật đó đều sống với chính mình, đều sống với chính mình, mà sống trong cái sự sinh hoạt, sống trong cái sự hiện hữu của mình. Dỡ một bước chân đi là mình phải tỉnh giác, ngồi xuống là mình phải tỉnh giác, đứng mình phải tỉnh giác. Quý đệ tử thấy tăng chưa? Tăng là người thọ trì Phật pháp, học hỏi Phật pháp. Và khi học hỏi Phật pháp, khi thọ trì Phật pháp là mình phải gìn giữ cái tinh thần giáo pháp đó trong cái đời sống hàng ngày của mình.
bưng một ly nước lên uống là phải nhớ ngay cái câu chú là Phật quán nhất bất thủy bát vạn tứ thiên trùng dừa bất trì tự chú như thực chúng sanh nhục. Mình rửa, lấy nước rửa tay cầu cho cái tay này được thanh tịnh, cái tay này được trong sạch để gìn giữ giao pháp. Lấy nước xuống biển thấu khẩu liên tâm tịnh bằng thủy bá hoa hương tam nghiệp hàng thanh tịnh đồng Phật vạn tây phương. Trời ơi, có một câu kệ không mà nghe nó siêu thoát đến như thế nào. Lấy nước xuống miệng cầu cho chúng sinh, cái miệng nó được thanh tịnh, cái miệng của mình được trong sạch, thì nguyện cầu cho ba nghiệp được thanh tịnh, đó là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Mình chỉ lấy một ly nước mình đánh răng súc miệng thôi, vậy đó mà nhân nơi cái việc đánh răng súc miệng đó cầu nguyện cho ba nghiệp được thanh tịnh, là thân nghiệp của mình được thanh tịnh, khẩu nghiệp của mình được thanh tịnh và ý nghiệp của mình được thanh tịnh. Quý đều có thấy giáo pháp giảng dạy cho con người và chư tăng là người thọ trì cái tinh thần giáo pháp đó hay chưa? Cho nên kể từ ngày hôm nay, mỗi buổi sáng mà quý đều lấy nước súc miệng, mỗi buổi trưa quý đều đánh răng, mỗi buổi chiều quý đều lấy muối hay là kem gì súc miệng để cho răng của mình nó được sạch, răng của mình nó được tốt, thì quý đều nhớ đọc cái bài kệ đó ha. Thấu khẩu liên tâm tịnh, mình đánh răng súc miệng, cái miệng của mình nó thơm như là hoa sen vậy đó. Vận thủy bá hoa hương là lấy cái nước mà súc miệng đó, nó có một cái mùi thơm của trăm ngàn loài hoa. Vận thủy bá hoa hương, bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh là ba nghiệp, cái thân của mình không làm các việc ác, cái miệng của mình không nói những điều lỗi lầm và cái tâm của mình không dấy khởi lên ý nghĩ sâu. Ba nghiệp hằng thanh tịnh, hằng là luôn luôn, thanh tịnh là vắng lặng. Đồng Phật vãng Tây Phương, cùng với Phật để mà về Tây Phương cực lạc. Quý đệ tử chỉ cần thuộc lòng một cái bài kệ thấu khẩu không là quý đệ tử được về với Phật rồi. Đó, khi một chú tiểu còn ở trong chùa, chú tiểu đó phải học thuộc lòng những cái bài kệ, những cái bài chú ở trong tỳ ni nhận dụng thiên yêu. Và từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng giáo pháp nó đã che chở mình, giáo pháp là gìn giữ mình, giáo pháp là cái kỷ cương, là cái chìa mối để làm cho một vị tăng đó được trưởng thành, trở thành chứng đắc một vị A-la-hơn, đúng không? Trong 24 tiếng đồng hồ, một vị tăng gìn giữ tinh thần giáo pháp đó luôn tỉnh thức, và nhờ tỉnh thức cũng như là cái hương vị của giới luật đó nó xông ướt cái vị tăng đó, và vị tăng nó càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên và chứng đắc quả vị A-la-hơn, một bậc thánh trong tứ quả tinh thần. Quý đệ tử thấy quy y chưa? Trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp, trở về nương tựa với Tăng. Quý đệ tử có thấy cao thượng chưa? Quý đệ tử có thấy quý báu chưa? Mà từ khi chúng ta làm người đến giờ phút này, nếu chúng ta không có học hỏi, nếu chúng ta không có được nghe thuyết pháp, nếu chúng ta không có giữa kinh giữa luật ra đọc, làm sao chúng ta hiểu được những cái tinh thần giáo pháp mà nó cao siêu, mà nó thực dụng, mà nó thiết yếu để xây dựng một con người từ địa vị phàm phu trở thành một bậc thánh. Ngày hôm nay chúng ta là một con người bình thường, đói chúng ta ăn, khát chúng ta uống, buồn ngủ chúng ta đi ngủ. Nhưng mà khi đói chúng ta ăn, khát chúng ta uống, buồn ngủ chúng ta đi ngủ một cách thuần tịnh, một cách thường hằng, mà trong cái ăn đó chúng ta không có tham lam để ăn, trong cái ngủ đó chúng ta không có tham lam để chúng ta ngủ. Mà quý đệ tử thường nghe chư tổ nói bình thường tâm thị đạo, cái tâm mà bình thường đó, đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì ngủ, nhưng mà cái ăn, cái uống, cái ngủ đó nó đúng trên cái tinh thần giao pháp. Ăn không tham ăn, ngủ không mê ngủ, vân vân, thì đó là cái tâm đạo.
Còn nếu mà chúng ta ăn, chúng ta nói trời ơi bữa nay sao mà bà nấu cái nồi canh sao mà không có ngon lành gì trơn hết rồi, bà kho cái nồi đậu hũ gì mà thiếu xả ớt, không có mùi vị gì hết, ăn cái chén xì dầu mà không có chanh, không có ớt bỏ vô sao ăn cho được. Như vậy là cái ăn nó có sự phân biệt, đúng không? Còn khen, còn chê, còn cái bằng lòng, còn cái không bằng lòng. Còn nếu mà cái ăn vì để chữa bệnh đói, đói mà mình phải ăn để mà mình nuôi cái cơ thể này và lấy cái cơ thể này làm phương tiện để mình tu, nếu mình không ăn thì sao? Chết queo luôn. Nhưng mà mình ăn trong cái ăn của tỉnh thức, trong cái ăn của tỉnh giác. Vậy thì quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, Phật là một tấm hoàn toàn đã giác ngộ, chấm dứt vô minh, đoạn tận phiền não. Phật là một bậc đạo sư, là bậc thầy của trời người, là cha của bốn loài. Quý điệu thường nghe như vậy phải không? Phật là thầy của nhân thiên, của con người và của chư thiên. Phật là cha lành của bốn loài, đó là thai sanh, mõm sanh, thấp sanh và hóa sanh. Bốn loài chúng sinh đó, loài chúng sinh được sinh ra từ thai, như con người của chúng ta, chúng ta sinh ra từ thai. Chúng sinh sinh ra từ trứng, như con gà, như con vịt, như con mõm, như con và chúng sinh sinh ra từ sự ẩm ướt, như con có gì, con bướm, có gì, con mồng nọc, con mũi rồi đó, vân vân. Những chúng sinh sinh ra từ sự hóa sinh, như con nhộng, như con nhiều quá nói, nhiều khi nói sai, quý đựu nói thầy nói đúng gì trên hết rồi. Dạ, về quý đựu ra vô Google nha, hóa sinh là như thế nào, thấp sinh là như thế nào, ra Google là nó sẽ trả lời. Mà quý đựu nó nhỏ nhỏ ha, quý đựu nghe ha, người ta nói trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì ra Google. Quý đựu có ra Google không? Dạ, quý đựu ra Google là một cái quyển từ điển sống mà dạ nó trả lời cho mình được hết. Dạ. Hoặc có người nói rằng nếu như thế tức là chỉ có một quy y. Và thưa quý đựu, đến nay nghỉ rồi chiều sẽ giảng tiếp, để rồi quý thầy cũng cung cho chư vị ứng linh, và sau đó 12 giờ kém 5 phút quý đệ trở về lại chánh điện để chúng ta làm lễ đi quả đường. A Di Đà Phật, kính cảm ơn toàn thể quý đệ. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp văn cả chúng sanh đều hoàn thành Phật.